Chào cả nhà. Hôm nay giới thiệu cả nhà một món này. Một món đặc sản của Long Phụng Lầu. Hồi xưa là Long Phụng Lầu là Dragon Phoenix Restaurant nè. Là mình mê món này lắm. Lâu rồi mới được ăn. Cảm ơn chị Hai, anh Hai nè, Út cho nè. Đó. Cái này là bánh ướt chiên tương mè. Cái này là món một trong những món đặc sản của Long Phụng Lầu hồi xưa đó, rất là ngon luôn. Mình làm cho mọi người nhìn coi nha, có nhớ cái món này không nha, có ai nhớ không nè? Bánh tôm.
Cả nhà thấy ngon không? Một dĩa ngon không? Đây là món mà mình đã mười mấy năm rồi. Từ lúc mà Long Phùng Lầu sang tiệm đến giờ, mình không nhớ mười mấy năm hay mấy năm luôn. Đó, đây là lần đầu tiên mình ăn lại. Và cũng chính mình làm, do mình làm. Rất là ngon nhé. Mình không thích bỏ tương nhiều sợ nó mặn. Mình cũng bỏ ớt ít ít thôi. Mời cả nhà nha. Bánh ướt tôm chiên ăn tại bếp luôn, quá ngon không? Yummy không? Cả nhà nhớ bánh này không? Ở Long Phụng Lầu đó, ai từng đi ăn Long Phụng Lầu thì nhớ món này không? Long Phụng Lầu không còn nữa. Mình nhớ mãi món này. Vừa giòn vừa nóng. Thơm cái mùi tôm khô, mùi hành, mùi mè rất là thơm. Rồi có luôn cái mùi tương mặn mặn ngọt ngọt, rồi mùi tương ớt cay cay, hấp dẫn lắm cả nhà. Cả nhà làm ăn nha, rất là ngon nha cả nhà.